Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Ok, thì em đã tiếp tục quay trở lại với con Bình Bóc anh em. Hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại với anh em rồi đây. Hôm nay mình lại tiếp tục hack xích bo cho tất cả anh em cùng xem nhá. Trước khi vào hack xích bo thì mình sẽ cầm 100k vào chơi poker trên dưới kiếm vài lít rồi mình sẽ qua xích bo cho tất cả anh em cùng xem nhá. Rồi ok, bao nhiêu rồi? Đấy, ok chưa anh em? Anh em nào mà chưa trải nghiệm mấy con Bing Box này thì link mình đã ghi dưới phần bình luận với là mô tả rồi nhá. Anh em chỉ cần tải về liên kết xong, anh em vào trong nhóm mình ghi ở bên dưới phần mô tả đấy, cái nhóm Tele đấy anh em. Anh em vào đó anh em gửi ID game của anh em lên, anh em sẽ nhận được auto 20 đến 100k free nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ qua xích bo anh em nhá. Bây giờ mình sẽ qua hack xích bo cho tất cả anh em cùng xem. Đấy, cái xích bo này thì mình có một công thức riêng của mình anh em nhá. Mỗi người có một cái công thức riêng. Đấy, anh em nào mà cần công thức này thì cứ liên hệ ngay qua Zalo cho mình. Đấy, hoặc là mình sẽ đưa anh em về bờ nhá. Anh em nào mà tải con này anh em sẽ nhận được code 20k đến 100k free. Và đặc biệt nữa, anh em nào mà tải con này, anh em nạp đầu 100k sẽ nhận được 58k khuyến mãi anh em nhá. Ok, ok, đúng 4 luôn anh em nhá. Phát đầu tiên vào mình phải rực rỡ như thế này anh em. 3-4 anh em nhá. Đấy, ba nó thường hay ra con 4 với con 5 anh em nhá. Rồi, anh em trước khi chơi một cái trò gì anh em cũng phải soi cầu anh em nhá, soi cầu xem con 1 nó hay về con gì này, con 3 nó hay về con gì, con 4 nó hay về con gì. Anh em phải soi từng cầu viết ra những cái công thức của anh em. Đấy thì anh em bắt đầu có thể chơi, anh em thấy chưa? Mình chơi phát nào qua xích bo này cũng ăn hết anh em ạ. Đấy, đối với mình bây giờ xích bo mình ăn đến tầm khoảng 90% anh em ạ. Thật sự mà nói luôn, mình có một cái công thức riêng của mình. Anh em nào mà cần thì cứ liên hệ qua Zalo cho mình nhá. Đấy, hoặc anh em nào đang xa bờ xa đảo thì cứ liên hệ ngay qua Zalo cho mình trong mô tả, mình sẽ đưa anh em về bờ miễn phí 100%. Đấy, miễn phí nha anh em, đưa anh em về bờ free luôn, mất hoàn vốn. Ăn anh em cứ nhận 100%, không mất phí gì cả. Ok chưa? Đấy, còn anh em tải con này thì anh em sẽ nhận được 20k code free. Đấy, với lại Momo anh em nhá. Rồi, bây giờ lên 7 của 3 rồi anh em ạ. 7 của 3 rồi, vừa ấn nhầm vào cái nạp tiền anh em ạ. Tiền thiếu gì phải nạp đúng không anh em? Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục bắt con 4 với con 5 nhá. Trước đây thì mình bắt 3 tay, 3 cầu. Đấy, nhưng bây giờ mình chỉ cần bắt 2 tay là mình đủ ăn rồi anh em ạ. Đấy, bây giờ anh em biết con 1 nó hay ra con gì không? Anh em xem mình chơi này nhá. Con 1 thường thường ấy, con 1 thường thường nó hay ra con 6. Nhưng mà cũng phải tùy cầu, không phải cầu nào nó cũng ra con 6 anh em nhá. Không phải cầu nào nó cũng ra con 6. Nhưng mà đối với tay này nó chắc chắn sẽ ra con 3 hoặc con 4 100%. Đấy, mở bát cho anh em xem này. Đấy, anh em thấy chưa? Ăn 2 triệu 1 x 5 con 4 nhá, là cộng 12 triệu, ok chưa? Đấy, cái cứ mỗi ngày mình sẽ dành ra tầm 1 tiếng đến hơn 1 tiếng để đưa anh em về bờ. Anh em nó đang xa bờ xa đảo thì cứ liên hệ ngay qua Zalo cho mình. Mỗi ngày mình đưa tầm 5 đến 7 anh em về bờ nhá. Mất hoàn vốn, ăn anh em cứ nhận 100%, mình không lấy phí đâu mà lo nhá. Đây là mình chỉ muốn giúp đỡ anh em thôi. Ok, ăn tiếp con 6 750k này. Uy tín chưa? Lên 15 củ nhá anh em ơi. Rồi, lên 15 củ nhá. Bây giờ mình sẽ ram vào lại một phát nữa này. Mình sẽ chơi thẳng luôn anh em nhá. Rồi, vừa rồi ra con gì anh em nhá? Ok, ra con 2 này. Bây giờ mình không cần nhìn cầu, đánh xích bo này anh em không cần nhìn cầu nhá. Xích bo này anh em không nhất thiết phải nhìn cầu, anh em chỉ cần biết ra con gì thôi. Bây giờ nó ra con 2, anh em nên đánh con gì với con gì? Đó. Anh em muốn theo bệt thì anh em bắt con 2 con 4. Nếu mà ra con 2 thì anh em bắt con 2 con 4. Auto về luôn. Theo mình mà nói, auto về luôn. Con 2 đây, về lại này. Đấy, mình biết ngay về lại con 2 này. Đấy, nếu mà ra con 2 ấy, nó sẽ auto về lại con 2 hoặc con 4. Anh em cứ bắt cho mình, tất tay cho mình 100% ăn luôn. Đó, con 1 anh em sẽ bắt con 3 hoặc con 6. Đấy, auto 100% ăn. Hoặc là con 4 cũng thế anh em nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ đánh con 3 với con 4, mỗi con 10 triệu này. Mình sẽ bắt con 3 con 4 mỗi con 10 triệu anh em nhé, cho anh em xem. Hôm nay mình, đấy anh em thấy chưa? Đúng con 3 luôn, đúng như con bài của mình nói luôn anh em ạ. Đúng con 3 luôn nhá. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem câu này. 1 2 2 3. Rồi bây giờ thì
lên 75 củ anh em nhá. Anh em thấy đơn giản không? Quá đơn giản luôn. Đấy, nhưng anh em không được liều như mình. Đấy, anh em phải chơi để lại một nửa vốn thì anh em mới có thể chơi được mấy con này anh em nhá. 1 4 này. Thì mẹ ra con 2 rồi, mất 20 anh em ạ. À. Đấy, con 2 nãy giờ nó bịt 4 5 tay rồi, nó ra 4 5 tay rồi nhưng mà bây giờ nó vẫn ra con 2 thì mình sẽ chịu cái cầu này mình không thể bắt được thật sự luôn. Đấy. Nhưng bây giờ anh em này, mình sẽ bịt lại con 2 tiếp, biết đâu nó sẽ bịt lại con 2. Đấy, bây giờ mình sẽ chơi tay con 2 với con 4 nhá anh em, mỗi con 10 triệu nhá. Rồi, mở bát nào. Mở bát. Để mẹ anh em thấy chưa? Bây giờ mình bắt nó lại không về lại anh em ạ. Mới sót anh em, mới cày cú anh em ạ. Đấy nhưng không sao, hôm nay mình quyết đập gãy con xích bo bình bóc này anh em. Anh em nào mà chưa tải bình bóc thì link trong mô tả với lại bình luận nhá. Đấy anh em tải xong vào cái nhóm mình, nhóm Telegram mình ghi ở trong mô tả đấy. Vào đó gửi ID lên, anh em sẽ nhận auto code 20k nhá anh em ơi. Đấy. Con này thì anh em chỉ cần nạp 100k anh em sẽ được khuyến mãi 58k thoải mái chơi luôn rồi. Ăn con 4 anh em nhá, ăn con 4 10 triệu nhá. Rồi bây giờ lên 73 triệu, bây giờ mình mới chơi này. Bây giờ mình sẽ không để mất tay nào nữa anh em nhá. Bây giờ mình sẽ chơi một tay nữa mình nghỉ nhá. Chơi đúng một tay nữa mình nghỉ. Chơi đúng tay này nữa mình sẽ nghỉ anh em nhá. Con đấy con 5 con 4 rồi. Bây giờ mình sẽ bắt con 3 con 6, mình sẽ chặn đường liêng xuống hoặc liêng lên nhá, sảnh tiến. Đấy anh em thấy chưa? Đây là sảnh tiến này. Đây là sảnh tiến anh em này, anh em thấy không? Mình cho anh em xem cầu lên 112 triệu. Bây giờ mình sẽ dừng clip tại đấy nhá. Bye bye, hẹn lại anh em những clip tiếp theo. Bye bye.